vào bếp Lê Văn Lùng để lấy linh. Đây, tôi kéo xuống lấy linh mọi người nha. Bấm vào linh này. Rồi. Bấm vào dấu 3 chấm ở trên góc phải. Bấm mở bằng Sarafi. Rồi, bấm chữ ở trong. Nó sẽ xuất hiện app Lightroom. Và mọi người bấm chọn chữ Lightroom. Và nó sẽ hiện về app Lightroom mọi người nha. Đã nhập thành công một ảnh. Và mọi người thoát ra sẽ chữ DNG ở màu vàng ở góc trái. Thế là có một cái link màu vàng. Và muốn đặt tên nó thì bấm ở dấu góc phải ở trên mình, đặt là màu tết. Ví dụ mọi người nhé. Chào tạm biệt mọi người. Nhớ là fanpage giúp mình nhé. Bye bye.